Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là 17 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nổi bật của showbiz trong thời gian vừa qua quý vị nhé. Vừa qua, Kendall Jenner đã có buổi ăn trưa cùng với bạn tại nhà hàng Chandelier ở New York. Cô để mặt mộc với trang phục kín đáo, kèm theo nụ cười rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng với phong cách thời trang. Kendall Jenner búi tóc gọn gàng, tự tin với gương mặt không trang điểm. Cô vốn sở hữu đôi chân dài, vóc dáng cân đối và vòng eo con kiến, nên mọi trang phục đều phù hợp với cô. Những ngày vừa qua, Kendall Jenner đã bận rộn với lịch trình thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang New York mùa thu năm 2020. Cô đang là một trong những chân dài nổi tiếng nhất hiện nay. Đầu năm 2020, nam diễn viên Nhậm Gia Luân khiến khán giả vô cùng bất ngờ và ấn tượng với vai diễn Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ. Dù đã có vợ con, nhưng anh vẫn cuốn hút khán giả qua lối diễn xuất thông minh. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng chứng tỏ thực lực của mình, chứ không phải thu hút qua dáng vẻ bề ngoài hay được công nghệ lăng xê đang thịnh hành. Suốt một khoảng thời gian dài bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Nhậm Gia Luân chưa bao giờ lơ là hay không chú tâm vào vai diễn. Mỗi một vai diễn là cả một sự đầu tư, nghiên cứu kỹ càng của anh. Nhậm Gia Luân liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng truyền thông trong thời gian gần đây, vượt qua nhiều cái tên đang nổi tiếng hiện nay. Thế nên, để có được sự nổi tiếng và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ như ngày nay chính là thành quả cho việc cố gắng, kiên trì, chú tâm đến diễn xuất và không biết mệt mỏi của nam diễn viên. Và tin chắc rằng Nhậm Gia Luân sẽ tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua những tác phẩm sắp tới của mình. Song Hye Kyo vừa tung bộ ảnh đẹp xuất sắc với mái tóc xù cực lạ và thu hút. Bộ ảnh mới nhất của cô nàng đang gây bão khắp mạng xã hội và không thể tin được nhan sắc vốn đã trẻ hóa lâu của người đẹp nay lại bất ngờ với mái tóc xù cực lạ lẫm và thu hút ống kính. Hàng ngàn lời khen ngợi từ phía người hâm mộ đã được gửi tới Song Hye Kyo. Những chia sẻ của dân tình lên cả ngàn lượt vì cô quá xinh đẹp. Với mái tóc xù xinh xắn, nhan sắc của nữ diễn viên được thể hiện qua từng góc ảnh đều toát lên vẻ đẹp dịu dàng, gợi cảm nhưng vẫn cá tính. Trải qua bao sự việc đồn đoán, Song Hye Kyo vẫn khẳng định được tên tuổi và nhan sắc vì khó có ai bì được. Và ngay sau đây, Quý Bảo xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng quay trở lại với Hóng Chuyện Showbiz để cùng theo dõi buổi trò chuyện giao lưu của Mỹ Linh và nam diễn viên ca sĩ iPhone Trần để cùng lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự về cuộc sống và sự nghiệp của anh ấy quý vị nhé. Mỹ Linh thân chào khán giả của Hóng Chuyện Showbiz. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một nam diễn viên ca sĩ, xin được giới thiệu nghệ sĩ iPhone Trần. Lời đầu tiên, Ivan xin gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng cũng như là gửi lời chào đến một MC rất xinh đẹp, Mỹ Linh. Hôm nay anh rất là hồi hộp khi mà tham dự chương trình này. Không biết là lần này chúng ta gặp nhau sau rất là lâu rồi, anh đã có bộ phim điện ảnh Tao Không Xa Mày. Thì gần đây mình đã có những cái dự án nghệ thuật mới nào ạ? Hiện tại thì anh vẫn đang đợi những cái lời mời. Bởi vì giống như là sau cái Tao Không Xa Mày thì anh có một phim ngắn là Chia Tay Mùa Thu. Phim đó thì anh quay ở Mỹ chứ không phải là quay ở đây, là cùng với hoa hậu Helen Thùy Vân. Thì phim đó đang làm hậu kỳ rồi, những cái lời mời khác thì mình phải đợi và cái vai nó phải phù hợp nữa. Nhiều khi có cái lời mời nhưng mà cái vai không hợp thì anh cũng không thể nào mà anh nhận được. Khi nào thì bộ phim của mình dự kiến sẽ ra mắt ạ? Cái đó thì bên nhà sản xuất người ta sẽ quyết định cái vấn đề đó. Mình chỉ là một diễn viên thì em biết, mình chỉ biết cái lịch và cái quay của mình thôi. Còn khi nào mà người ta tìm được cái thời gian mà phù hợp rồi thì người ta sẽ thông báo. Tại vì mình thì không biết được cái đó. Liệu rằng khán giả Việt Nam có được tiếp cận với sản phẩm này không anh? Anh nghĩ là được, bởi vì có một cái kênh bây giờ được mọi người rất là thích, đó là YouTube đúng không? Thì bên cạnh khi mà một phim ra mắt, sau đó thì phim cũng sẽ được phát hành ở trên YouTube, phát hành online. Thì anh nghĩ là khán giả đâu cũng có thể coi được. Linh thì Linh thấy là có rất là nhiều khán giả yêu thích anh Ivan với tư cách là một ca sĩ. Đúng rồi. Thế thì giữa diễn xuất và ca hát thì đâu là một niềm đam mê lớn hơn đối với anh? Nếu mà anh thích thì anh thích diễn xuất nhiều hơn. Còn ca hát là từ nhỏ anh đã
tham gia nhà thiếu nhi, từ phong trào văn nghệ của sinh viên học sinh. Từ lúc nào mình đi hát, mình coi như đó là một cái bản năng của mình thôi. Còn điện ảnh, diễn xuất thì đó là cái mà anh được đào tạo và là cái trường mà mình chọn để mà mình học. Thì anh nghĩ là anh thích nó nhiều hơn. Trong hai kỹ năng này thì cái nào khó hơn? Cả hai đều như nhau thôi. Giống như là khi mà mình hát thì mình cũng cần kỹ thuật về thanh nhạc. Rồi khi mà mình diễn xuất thì mình cũng cần kỹ thuật biểu diễn. Nhưng mà với cá nhân anh á, thì anh nghĩ hát khó hơn. Tại vì cái đó thật sự anh vẫn không có được đào tạo chính quy bằng diễn xuất. Tại vì diễn xuất thì mình có đào tạo chính quy cho nên mình tự tin hơn. Mình thoải mái hơn khi mà mình nhập vô một cái vai diễn nào đó. Thế thì anh có từng hâm mộ một ca sĩ nào chưa? Ca sĩ thì anh không có, nhưng mà nghệ sĩ thì anh có. Đó là thầy giáo chủ nhiệm của anh, đó là thầy Minh Nhí. Đó là một trong những người thầy mà khi mà trước khi mà anh bước vào trường sân khấu điện ảnh thì anh đã thích coi nghệ sĩ Minh Nhí biểu diễn rồi. Cho nên khi mà anh vào trường sân khấu thì may mắn thầy lại là người chủ nhiệm lớp của anh nữa. Cho nên khi mà cái niềm đam mê của mình, rồi cộng thêm khi mà mình gặp cái nghệ sĩ mà mình có thể gọi là thần tượng của mình nữa, thì mình sẽ có cái hứng thú hơn khi mình học. Mình động lực hơn khi mình học, rồi được thầy dìu dắt và chỉ dẫn thì mình cảm thấy nó thích thú hơn khi mình gặp đúng cái người mà thần tượng của mình. Có một cái bước ngoặt trong diễn xuất nào mà làm cho anh ấn tượng, anh nhớ không? Khi mà lúc mà anh còn là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh á, thì thầy không cho tụi anh chạy show ở ngoài. Thầy nói là khi nào mà mình phải học cứng nghề rồi, lúc đó mới được chạy show. Cái bước ngoặt có thể nói mà mình nhớ nhất á, chính là cái vở kịch tốt nghiệp của mình. Khi mà thầy nói là đó là cái bước mà tụi con giống như là con cá mà được dược vũ môn để mà khóa rồng á. Sau cái đêm hôm nay thì tụi con sẽ không còn trong cái sự kiềm kẹp của thầy nữa. Tụi con sẽ đi ra đời, tụi con sẽ đi làm việc. Lúc đó là thầy với tụi con như là đồng nghiệp. Tụi con phải cố gắng nhớ những gì mà thầy đã dạy, và bên cạnh kỹ thuật còn có cái đạo đức diễn viên nữa, để mà sau này ra đời không có bị vấp ngã. Tại vì khi mà cái thời gian mà anh học trường sân khấu điện ảnh á, thì đạo đức diễn viên được thầy ưu tiên nhiều hơn cả là kỹ thuật biểu diễn nữa. Đó, cho nên đó là những cái mà anh nghĩ là mình nhớ rất nhiều. Bởi vì sau đó thì có MV, phim ngắn, phim điện ảnh, phim truyền hình. Nhưng mà cái mà lúc mà mình nhớ nhất chính là khi mà những khoảng thời gian mà chuẩn bị trước khi tốt nghiệp, thầy chuốt bài có những buổi rất là khuya, rồi để mà có được một cái buổi tốt nghiệp mà có thể gọi là đánh dấu cho cái sự trưởng thành của bản thân mình. Sau khi tốt nghiệp, anh đã bao giờ hợp tác với các thầy Minh Nhí chưa? Xém có chứ chưa có. Thật sự là chưa có cơ hội. Khi mà có một đạo diễn mời anh đóng một phim cùng hợp tác với thầy, khi mà nhận được kịch bản và biết được đóng chung với thầy thì vui lắm. Nhưng mà rốt cuộc thì phim nó không thực hiện được. Tại vì anh nghĩ là tài trợ. Anh nghĩ là vấn đề về tài trợ, cho nên phim nó chưa thực hiện được. Câu hỏi của em là một câu hỏi rất là hay, và anh nghĩ là làm cho anh nhớ tới anh còn một chưa có cái dịp được cộng tác chung với thầy của mình. Tại vì cái cách mà anh nói với thầy rất là trìu mến. Thì Linh cũng nghĩ là nếu như mà đã từng có dịp hợp tác thì sẽ rất đáng nhớ. Nhưng mà anh rất là sợ khi mà cộng tác chung với thầy, bởi vì thầy Linh cũng nghĩ vậy. Thầy là người bởi vì em biết khi mà mình cộng tác chung với lại thần tượng và là người thầy của mình nữa, sẽ rất là sợ và rất là khớp. Nghiêm khắc. Đúng rồi. Anh nhớ có một lần anh quay chung với chị Thanh Thủy. Anh rất thích chị Thanh Thủy khi mà anh coi Idecap, cho nên khi mà anh gặp chị Thanh Thủy anh bị đơ. Anh bị đơ thật sự khi mà anh nghe nói là hôm nay mình sẽ quay chung với chị Thanh Thủy. Anh thật sự anh đơ. Và may quá chị Thủy, bởi vì chị Thủy là đàn chị và chị có kinh nghiệm rất là nhiều, cho nên chị Thủy nói em đừng sợ, cứ tự nhiên đi. Khi mình bình tĩnh lại thì mình mới diễn cho nó tốt được cái phân đoạn đó. Cái cảm giác mà mình gặp thần tượng nó giống như kiểu là mình biến thành một đứa trẻ con, đúng không anh? Đúng rồi. Mình cứ ngỡ ngàng, mình cứ ôi thật sự thật sao, đúng không? Mình không tin, giống như là mình chỉ thấy chị Thanh Thủy hoặc là thầy trên sân khấu, trên TV thôi. Mình thường mình đi coi và mình rất là thích. Ngày hôm nay mình được quay chung với một cái khoảng cách rất gần. Đó, cho nên mình làm cho mình rất là hồi hộp. Là từ khi mà học xong đến giờ là anh có gặp lại thầy nhiều không? Anh thường xuyên. Hầu như năm nào anh cũng gặp thầy, bởi vì anh thường về Việt Nam vào dịp Tết. Thì khi mà anh còn ở Việt Nam thì ngày thứ nhất là giỗ tổ, 20 tháng 11. Và mùng 3 Tết là Tết thầy, thì anh thường hay đến thăm thầy và sân khấu của thầy. Bởi vì nghề của mình thì người thầy rất là quan trọng. Mình lúc nào mình cũng
gặp thầy để mà thứ nhất là thăm thầy, và thứ hai là cho thầy biết là một năm qua con đã làm được những cái điều gì. Thầy sẽ vui khi mà nghe được mình làm được những cái điều tốt hơn năm ngoái. Thầy cũng như là cha mẹ trong nhà. Đúng rồi. Nghe là mình đã làm gì, lớn khôn thế nào, phát triển ra làm sao, mọi người vui hơn đúng không anh? Đúng rồi, hơn nữa thầy anh cũng đang có những cái lớp đào tạo diễn viên sau này á. Cho nên mỗi một đứa học trò, thầy coi như một đứa con. Có được cái thành tích gì thì thầy lại vui vì cái điều đó. Thì thầy lấy cái điều đó làm cái động lực cho những đứa em sau nhìn theo. Thì giống như mình là người đi trước thì mình cố gắng mình giữ cái nề nếp đó cho thầy, cũng như là được ở đây mình mang tiếng cho thầy là được rồi. Là mình làm gương. Đúng rồi, làm gương cho các em nhỏ hơn. Đúng rồi. Là có đi đâu thì cũng phải nhớ về nguồn cội. Đúng rồi. Là có thầy có cô. Đúng rồi. Anh vừa cũng vừa mới chia sẻ là hình như giờ anh sống ở nước ngoài nhiều hơn. Ừ, đúng rồi em. Thế thì những cái đam mê như là ca hát này, diễn xuất của mình thì anh có còn nuôi nấng nữa không? À, có chứ, anh hiện tại anh sống ở nước ngoài nhưng mà anh vẫn cũng làm việc, thì anh phụ trách về mảng ca nhạc. Bên cạnh công việc là anh giới thiệu về những sản phẩm âm nhạc cũng như là những cái show của cộng đồng người Việt, những cái chương trình như là kịch hoặc là phim, thì nếu có vai mời anh mà phù hợp thì anh vẫn tham gia. Cảm giác khi mà mình sống ở trong cộng đồng người Việt nhưng mà ở nước ngoài nó khác nhiều khi mình sống ở Việt Nam không anh? Anh không nghĩ nó khác nhiều đâu em, tại vì xung quanh mình cũng toàn người Việt Nam thôi. Giống như là khi em bước vô một cái trường quay cũng rất nhiều những cũng là Việt Nam thôi, thì khi mình vô trong ở một nơi xa hơn, khoảng cách địa lý thôi, cũng chỉ toàn người Việt Nam với nhau thôi. Anh thấy không có gì khác hết. Là coi như là trong cộng đồng, môi trường sống xung quanh mình. Đúng rồi em. Cảm giác là mọi thứ vẫn nó vẫn như vậy. Vậy thôi. Ồ cái này thú vị ha. Tại vì Linh nghĩ là ví dụ như là kể cả từng nơi, từng địa phương, từng vùng miền thì mọi người cũng sẽ có những cái phong tục, có những cái văn hóa khác nhau. Thì ở đây mình sẽ là một cộng đồng cũng là người Việt Nam nhưng mà mọi người sẽ đến từ nhiều nơi khác nhau. Nhưng mọi người đều thích nghi. Tại vì giống như khi mà em nói với người Việt mình đi ở nước ngoài, ở hải ngoại thì không nhiều. Cho nên thường khi người ta cùng tập trung lại thì người ta sẽ luôn luôn muốn giữ những cái phong tục, những cái thói quen của người Việt Nam. Thì cũng vẫn là sau khi quay xong thì tất cả anh chị em từ diễn viên rồi kỹ thuật, hậu kỳ, tất cả mình vẫn giống như là sau buổi diễn ở đây mình cũng đi nhậu, cũng đi ăn với nhau, thì nó vẫn, anh thấy nó không có gì khác hết trơn á. Cá nhân anh thì như vậy thôi. Ví dụ như là Tết. Thì cũng có Tết của người Việt Nam tại Mỹ, nhưng mà tại vì anh chưa ăn một cái Tết nào bên hải ngoại hết cho nên anh cũng không biết, tại vì Tết là anh chỉ ăn ở Việt Nam thôi. Thì cái đấy là một cái mà Linh thắc mắc. Nếu mà mọi người cũng ăn luộc bánh chưng, cũng chuẩn bị như ở Việt Nam. Có hết luôn anh? Có hết luôn. Nhưng mà đương nhiên là sẽ không có được cái không vui khí như giống đây. Như là ở bên đây. Nhưng mà mọi người đều muốn làm ra những cái không khí, muốn tạo ra những cái không khí mà nó như Việt Nam. Nhưng mà thường không khí Việt Nam bao giờ cũng là số 1 rồi, mình không thể nào mình thay đổi được. Khi mà ở nhà và cảm giác ăn Tết với người thân thì Linh nghĩ là không có gì so sánh được. Tại vì mọi người thường hay nói Tết là đoàn viên đúng không? Chỉ cần về tới gia đình mình thôi là Tết rồi. Mà gặp bố mẹ mình mà trong cái dịp năm mới, bố mẹ anh chắc là vẫn đang ở đúng thành rồi. Phố. Anh còn bà chứ không, ông thì mất rồi nhưng mà còn bà nữa. Cho nên năm nào bà cũng hối về, cứ gần tới Tết là lại gọi điện thoại hỏi ngày nào về, nói rồi mà vẫn cứ phải nói lại, nói đi nói lại để mà chắc chắn là cái ngày đó phải về đúng, chứ sợ mà Tết mà về trễ thì sẽ buồn này nọ. Thế thì cái cảm giác mà ăn Tết ở nhà khi mà xa gia đình cả năm rồi thì mỗi lần mà mình lại chuẩn bị mình đi thì chắc là gia đình rất là quyến luyến những năm đầu. Nhưng mà rồi từ từ rồi cũng quen dần. Đúng rồi, tại vì mình cứ thấy là cứ nói với lại nhà là con đi 10 tháng con về rồi. Tại giống như là mình một năm có 12 tháng đúng không? Thì bao giờ anh cũng ở đây khoảng từ một tháng rưỡi, thậm chí có khi 2 tháng, thì cái thời gian còn lại chỉ có 10 tháng thôi. Rồi anh cứ nói với mọi người là nhanh lắm, con chỉ đi có mấy tháng chứ con đi làm xa chút xíu thôi rồi con lại về thôi. Ngoài đam mê là diễn xuất và ca hát thì anh có còn đam mê một cái ngành nghề gì khác nữa không? Nếu mà gọi là đam mê thì diễn xuất và ca hát là hai cái đam mê của anh.
ý em hỏi có phải là công việc của anh, em nghĩ là em biết anh làm về make up đúng không? Đó là công việc. Thì là một cái đam mê khác nữa của mình theo đuổi. Thì em nghĩ là make up cũng có thể tính là một đúng đam rồi. Mê. Anh yeah. cũng thích công việc đó nhưng mà đó là công việc. Anh nghĩ đó là công việc. Vì anh thích đem lại cái đẹp cho mọi người. Thì khi mà mình làm công việc đó mình không có cảm giác thăng hoa được như là khi mình làm nghệ thuật. Không có, nó vẫn thăng hoa chứ em. Nó vẫn rất là thăng hoa tại vì khi mà trước khi anh có ba cái shop áo cưới ở Việt Nam. Yeah. Thì khi mà mình làm cho một người, nhất là cô dâu, đẹp hơn trong cái ngày quan trọng của người ta đó, thì mình cảm thấy rất là thích và mình rất là hãnh diện về cái điều đó. Tại vì khi mà người ta không chỉ là đám cưới xong rồi người ta khi người ta quay lại người ta cảm ơn mình và người ta tỏ cái thái độ rất là vui khi mà mình đã làm cho người ta trân trọng. Đúng rồi. Yeah. Thì mình cảm thấy thích, rất là thích vì điều đó. Mà anh không nghĩ là chỉ về công việc trang điểm không, bất cứ mình làm cái việc gì mà khi mà người ta thấy nó có được cái kết quả tốt á, thường người ta sẽ phản hồi lại yeah. những cái tín hiệu rất là tốt cho mình, thì mình cảm thấy vui và mình tự hào về điều đó. Vì mình đã làm được một điều tốt đúng không? Hôm nay chúng ta có một buổi giao lưu với khán giả của Hóng Chuyện Showbiz, thì không biết là anh có lời gửi gắm nào muốn gửi cho khán giả của chúng ta không? Anh nghĩ là mình luôn mong muốn mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, và đặc biệt là sẽ có một cái cuộc sống thật là vui tươi và thành đạt. Đó là những điều mà em nghĩ là em muốn tất cả mọi người đều như vậy. Và hôm nay thì đại diện cho chương trình sẽ có một kỷ niệm chương nhỏ xinh với hình biểu tượng là hình ngôi sao, với cái thông điệp gửi gắm là chúc cho tất cả nghệ sĩ của chúng ta sẽ luôn luôn tỏa sáng. Xin cảm ơn Mỹ Linh. Và anh cũng xin chúc Mỹ Linh luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn khán giả của Hóng Chuyện Showbiz và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Và buổi trò chuyện cùng sau ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Rất hy vọng là chương trình đã mang tới cho tất cả quý vị những thông tin thú vị về các nhân vật mà khán giả quan tâm. Hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 17:10 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, và xem lại trên kênh YouTube Nhật Nam Media. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!